Bây giờ cô mà đẩy tôi ra là tôi sẽ nhìn thấy hết đấy. Mình không còn đường lui. Anh là chồng của tôi. Đêm tân hôn này anh làm gì tôi cũng là lẽ tất nhiên mà. Làm gì cũng được sao? Đúng vậy. Thật xin lỗi. Tôi hơi căng thẳng. Cô biết tôi là ai không? Tôi biết chứ. Anh là Cố Minh. Là chồng của tôi. Không ngờ là cô vẫn còn biết cái tên này. Đáng tiếc, cô không phải là Trương Dung. Tôi cũng không phải là tên lưu manh hạ đẳng đó. Cô gả thay, tôi cưới hộ. Chúng ta coi như hòa. Nếu biết tôi là ai, cô còn dám lấy tôi sao? Cố gia có ơn với Trương gia. Hiện tại, anh là chồng tôi rồi. Tôi không sợ. Vậy thì chúng ta hãy làm chuyện mà một đôi vợ chồng mới cưới nên làm đi. Không nghĩ, nhìn mềm yếu như vậy, lá gan lại rất lớn. Yên tâm, trước khi cô thật sự chấp nhận tôi sẽ không chạm vào cô. Cho dù tôi không phải là Cố Minh thật sự. Nhìn anh ta thế này, hình như cũng không đáng sợ như mình tưởng tượng. Sao vậy? Còn muốn tiếp tục chuyện khi nãy? Anh Lý, tên Cố Minh này lúc đầu gánh tội thay chúng ta nên mới nhận phán quyết lâu như vậy. Bây giờ chúng ta đến tận nơi đòi tiền, anh ta sẽ không cho đâu. Lúc đầu chỉ là dọa hắn, không ngờ hắn thật sự gánh tội thay. Bây giờ hắn không phải cùng tiểu thư Trương gia kia kết hôn rồi sao? Trong tay hắn chắc chắn có tiền. Như vậy không phải là chuyện tốt sao? Để ông đây dạy cho hắn phép tắc. Mấy người là ai? Đúng là số đào hoa mà. Không ngờ Cố Minh cưới được một cô vợ xinh đẹp như vậy. Đau, đau quá. Tay, cái tay. Nếu muốn sống thì biến đi cho tôi. Cậu tưởng cậu ở trong đó một thời gian là nghĩ mình giỏi rồi sao? Đánh hắn. Tôi xem ai dám bắt nạt chồng tôi. Rõ ràng bản thân cô ấy cũng sợ, nhưng lại dám đứng ra bảo vệ mình. Tôi thích người có tính cách như cô đấy. Tôi sẽ đánh hắn trước. Sau khi xong việc, hai chúng ta từ từ chơi với nhau. Đại ca, anh không sao chứ? Tôi nói lại một lần nữa. Biến. Hình xăm trên cổ cậu đâu? Cậu vốn dĩ không phải Cố Minh. Cậu là đồ giả mạo. Anh đừng ở đây chia rẽ nữa. Anh ấy không phải Cố Minh. Vậy anh ấy là ai? Hình xăm trên cổ hắn là tự tay tôi xăm cho hắn đấy. Hắn có phải Cố Minh hay không? Tôi vừa nhìn là có thể nhận ra ngay. Hắn không phải Cố Minh. Hắn là đồ giả mạo. Hắn thật sự là đồ giả mạo. Sao anh dám vu khống chồng tôi? Mau cút đi. Nếu anh còn chần chừ, tôi sẽ để chồng tôi đánh anh một trận đấy. Bình thường tôi rất dịu dàng. Tôi chỉ là đang bất bình thay anh thôi. Cô không sợ những gì họ nói là thật sao? Nếu tôi đúng là giả mạo thì cô sẽ làm gì? Tất nhiên là tôi tin anh rồi. Anh là chồng tôi mà. Được. Hai người đợi đấy cho tôi. Đi. Xem ra nơi này không thể ở lâu được nữa. Nhưng nếu mình đi rồi thì cô ấy phải làm sao đây? Cố Minh, lúc nãy anh ngầu quá. Chỉ cần hai ba cú đánh đó liền đuổi được bọn côn đồ đi. Lẽ nào cô không sợ những tên côn đồ kia sau này lại đến làm phiền cô sao? Có anh ở đây, tôi tất nhiên không sợ. Kỳ lạ. Rõ ràng trước đây mình ghét nhất là bọn côn đồ, nhưng tại sao mình không thể ghét anh ta? Bỏ đi. Trong thời gian mình ở đây phải bảo vệ cô ấy nhiều hơn chút nữa. Công ty, cái này chắc là Trương Xuân. Cô là người có thành tích kém nhất công ty này. Đi làm thì đi trễ. Hợp đồng lần này với Bạch Gia, nếu như cô không ký được, Trình Thi Thi, sếp của Trương Xuân, thì cô thu dọn đồ nghỉ việc luôn đi. Xuân Xuân, An An, đồng nghiệp của Trương Xuân, chị ấy đang cố tình làm khó cô đó. Bạch Gia lợi hại biết bao, là doanh nghiệp hàng đầu ở Giang Châu chúng ta. Hàng đầu đó làm sao có thể chịu hợp tác với một công ty nhỏ như chúng ta? Không thử thì làm sao biết được. Xin anh đó, cho tôi vào đi mà. 10 phút thôi cũng được. Không được, không thể vào. Người đó nhìn giống Cố Minh vậy. Sao cô ấy lại ở đây? Chẳng lẽ cô ấy biết thân phận thật của tôi sao? Không, không phải.
chắc là mình bị hoa mắt rồi. Xin anh luôn đó, ai vậy, lại khiến anh ba cuống cả lên. Đó là vợ mới cưới của tôi. Xem ra, chị dâu này của tôi vẫn chưa biết thân phận thật của anh phải không? Tôi chỉ không muốn gây thêm rắc rối thôi. Cửa sau ở đâu, đằng kia. Thôi đi đi, chúng tôi đã gặp rất nhiều phụ nữ như cô rồi. Chỉ 10 phút thôi. Không phải cô muốn cậy vẻ ngoài xinh đẹp của mình để leo lên giường người khác sao? Đi đi. Tôi không như vậy, tôi có chồng rồi. Tôi đến chỉ để bàn chuyện hợp tác thôi. Anh cho tôi vào đi. Đi ra, về đi. Nếu không tôi báo công an đó. Anh giúp đỡ cô ấy một chút đi. Cô Trương, xin dừng chân. Là do tôi có mắt như mù, Bạch Tổng chúng tôi mời cô vào trong. Kỳ lạ, sao Bạch Tổng lại đột nhiên tìm mình vậy? Mình phải tận dụng cơ hội hiếm có này mới được. Mặc dù chúng tôi chỉ là một công ty nhỏ, nhưng vẫn có những thế mạnh của riêng mình. Chính là tiền ảo. Đây là những dữ liệu của chúng tôi. Không ngờ rằng cô ấy còn có một mặt khác như vậy. Cô Trương, kế hoạch của cô rất chi tiết. Sau này, cô sẽ trở thành đối tác chính thức của chúng tôi. Hợp tác vui vẻ. Ông xã, em vừa ký được hợp đồng với Bạch Gia. Khi nào anh về, chúng ta đi ăn đi. Được. Khi nào anh xong việc sẽ về ngay. Trước đây anh không như thế với phụ nữ. Chẳng lẽ anh thật sự rung động rồi sao? Cô ấy không giống như những người khác. Cô ấy chính là vợ tôi. Rung động với cô ấy sao? Cũng không phải là không thể. Hợp đồng hợp tác chiến lược. Tiểu Xuân, cô cũng giỏi thật đó. Có thể ký được hợp đồng với Bạch Gia. Ai mà biết cô ta đã sử dụng thủ đoạn xấu hổ nào chứ? Nếu không thì cô ta cũng xứng sao? Do tôi có năng lực nên mới ký được hợp đồng đó. Tôi đã thức mấy đêm liền mới nghĩ ra được kế hoạch. Bạch Tổng rất hài lòng. Cô có năng lực sao? Tôi sợ là cô đã cố gắng đến mức lên giường với đàn ông luôn rồi chứ. Bản hợp đồng này sợ là cùng với Bạch Tổng trao đổi sâu sắc lắm mới có được nó. Nếu cô tài giỏi như vậy, vậy đống dữ liệu này phải làm cho xong trong chiều nay, nộp lại cho tôi trước khi tan làm. Chị đừng ở đây mà vu khống tôi. Đây không phải là việc của tôi. Tôi không làm. Trương Xuân, cô còn dám cãi lại tôi? Rốt cuộc là cô có xem tôi là sếp của cô không vậy hả? Lý Tổng, Lý Tổng đến kia. Tiểu Xuân, Lý Tổng, sao anh lại đến đây? Lần này chính là cô đã ký được hợp đồng với Bạch Tổng. Cô làm tốt lắm. Thăng chức cho cô làm quản lý bộ phận. Cảm ơn Lý Tổng. Cố lên, tôi sẽ tiếp tục cố gắng hơn. Tiểu Xuân, chúc mừng cô được thăng chức nha. Trình Thi Thi, mấy công việc này chị cầm lấy rồi cứ từ từ làm. Trương Xuân, cô cứ đợi đó cho tôi. Ông xã, vợ yêu. Để em kể cho anh nghe một tin vui. Em vừa được thăng chức. Giỏi quá. Anh cũng có một tin vui cho em. Anh tìm được công việc rồi. Tốt quá. Vậy không phải hai chúng ta là song hỷ lâm môn sao? Nếu bây giờ anh đã có việc làm rồi, vậy chúng ta đi mua sắm vài bộ quần áo đi. Đi thôi. Ông xã, hôm nay anh đẹp trai lắm. Tiền mua đồ hôm nay em sẽ trả. Thật không ngờ mình cũng có ngày dùng tiền của phụ nữ. Nhưng mà nhìn cô ấy vui như vậy, cũng xứng đáng đi. Được thôi. Xui xẻo. Sao mà đi đâu cũng gặp hai thứ trướng mắt này vậy? Chúng ta đi thôi. Đứng đó. Tôi đã cho cô đi chưa? Khắp người toàn là rác rưởi. Các người cũng xứng tới đây sao? Tránh ra. Chó ngoan thì không cản đường. Hai cái ăn mày này còn biết đến hãng này sao? Đến đây mau. Nhưng mà vừa nhìn thì biết ngay là hàng giả. Trả lại cho tôi. Chồng tôi mặc gì cũng đẹp, không giống như chị. Cho dù chị có mặc cả cây hàng hiệu thì vẫn xấu. Cô, chúng ta đi. Cô, bảo vệ, mau đến bắt trộm. Có trộm này. Chị đừng có nói nhảm, đừng động vào chị ta. Chúng tôi không có trộm, mau bắt trộm. Cậu ta đã trộm chiếc áo này. Chiếc áo này là của chúng tôi.
Đây là áo của chồng tôi mà. Chúng tôi không trộm nó, chỉ dựa vào cậu ta. Cậu ta mà mua nổi sao? Anh xem đi, bọn họ không chỉ trộm cái áo này. Các người phải kiểm tra trên người họ, cho thật kỹ. Xin chào, xin hợp tác với chúng tôi. Nếu chúng tôi không hợp tác thì sao? Loại người vơ đũa cả nắm, vội vàng kết luận như các người. Chúng tôi sẽ không đồng ý hợp tác đâu. Chúng ta đi. Đứng lại. Chột dạ muốn chạy rồi đúng không? Không có cửa đâu. Cái gì chứ? Hôm nay tôi muốn xem rốt cuộc cô đã trộm những thứ gì. Trình Thi Thi, chị đúng là một kẻ điên. Không phải chỉ là một thứ bỏ đi thôi sao? Đền cho cô là được chứ gì? Số còn dư cho cô luôn đấy. Chắc chắn là cô, vì người chồng vô tích sự của mình, nên đã leo lên giường của người đàn ông khác. Còn ở đây giả vờ đoan trang cái gì? Chị sẽ hối hận đấy. Anh Cố thật sự là anh rồi. Đây chẳng phải là Lưu Tổng, người phụ trách của khu vực Giang Châu sao? Với thân phận của anh ta, sao lại kính trọng Cố Minh như vậy chứ? Chuyện gì thế này? Anh biết anh ta sao? Không quen. Đúng, đúng vậy. Là tôi nhận nhầm rồi. Cái thứ không biết trời cao đất dày này, còn không mau xin lỗi đi. Xin lỗi anh. Thái độ của anh như vậy, hai người thật sự không quen nhau sao? Trương Xuân, còn muốn leo lên cành cao sao? Với thân phận của Lưu Tổng, làm sao có thể quen biết cái tên ăn hại Cố Minh này chứ? Thức thời chút đi, mau chóng biến khỏi đây. Còn không đuổi cái tên gây sự này ra ngoài cho tôi. Trương Xuân, nghe thấy chưa? Những kẻ như các người không xứng xuất hiện ở đây. Đi, ra ngoài mau. Có phải nhầm rồi không? Xin lỗi anh. Nếu có gì không hài lòng, xin anh cứ nói ra. Ở đây không có chuyện của anh nữa. Được, vậy tôi xin phép không làm phiền hai người nữa. Giải quyết như vậy, em có hài lòng không? Nhưng mà mình vẫn cảm thấy có chút kỳ lạ. Trương Phong, nghe nói con đã lấy được đơn hàng của Bạch gia rồi. Giỏi lắm. Ba gọi điện cho con là muốn gọi con về Trương gia làm việc. Cả đời này tôi cũng không muốn có bất kỳ quan hệ gì với các người hết. Mình chưa bao giờ nghĩ đến một cuộc sống giản dị cũng có thể đem đến cho mình sự bình yên. Nếu sau này mình quay về thân phận cũ thì mọi thứ sẽ vẫn như vậy chứ. Ngày mai hành động. Tiểu Xuân, mai anh phải đi công tác vài ngày. Trước khi đi, anh có vài lời muốn nói với em. Sao anh làm giống như đây là lần cuối vậy? Nếu sau này anh thật sự không quay về nữa, vậy em có quên anh không? Câu này là có ý gì chứ? Anh muốn rời xa em sao? Anh đừng đi có được không? Nhưng với tình hình phức tạp hiện giờ của mình không thể để cô ấy gặp nguy hiểm được. Nhưng anh chỉ là một kẻ vừa mới ra tù mà thôi. Em đi theo anh sẽ khiến em cả đời này phải chịu thiệt thòi đấy. Em không để tâm những chuyện này. Em chỉ muốn toàn tâm toàn ý ở bên cạnh anh thôi. Hay là anh không yêu em? Liệu cô ấy có chấp nhận thân phận của mình không? Là do em đã hiểu lầm rồi. Em còn tưởng cuối cùng cũng đã có người thích em. Em tệ như thế này thì sao có thể được người ta thích chứ? Anh thích em? Anh nói gì cơ? Nếu như có một ngày em nhận ra anh không phải là Cố Minh, thì em có nhận anh là chồng của em không? Bất kể anh có trở thành gì thì em cũng sẽ nhận ra anh. Cả đời này anh cũng không trốn khỏi em đâu. Đây là do em nói. Không được hối hận đâu đấy nhé. Chuông cửa kêu kìa, mau đi mở cửa đi. Sao cậu lại đến đây? Chồng ơi, là ai vậy? Thu tiền nước thôi em. Anh ba thích ứng với cuộc sống ở đây quá nhỉ. Có điều, chúng ta nhận được tin Cố Trọng Nghĩa sắp ra tay với lão gia rồi. Sao ông ta dám? Thời gian cấp bách, tôi ở dưới lầu đợi anh thêm 5 phút. Có chuyện gì vậy? Công ty của anh vừa thông báo, bây giờ anh phải đi ngay. Em đợi anh trở về nhé.
Được, em sẽ ở nhà đợi anh. Được. Gắt hết toàn bộ ngân hàng ngầm của Cố Trọng Nghĩa cho tôi và gửi tin đi. Cố Minh này đã trở về rồi. Hóa ra ở nhà một mình lại trống rỗng như vậy. Mình nhớ Cố Minh quá. Trình Thi Thi, sao lại là chị ta? Alo, Trương Xuân, cô mau chóng đến địa chỉ mà tôi gửi. Hợp đồng hợp tác mà lần trước cô đã soạn cho Bạch Gia xảy ra một vấn đề lớn, phải mau chóng giải quyết. Nhà hàng? Không phải đến để xem hợp đồng sao? Sao lại đến đây chứ? Vào xem là biết ngay. Trần Tổng, Mạnh Tổng, cô ấy đến rồi. Đây chính là người mà cô tìm đến cho chúng tôi đây sao? Đúng vậy. Trương Xuân, dù gì cô cũng từng phục vụ đàn ông, phục vụ khách hàng của công ty cho tốt, cô còn có thể kiếm được chút lợi ích đấy. Trình Thi Thi, bây giờ tôi và chị cùng chức vụ với nhau. Cẩn thận tôi nói với Lý Tổng những việc chị làm, thì chị phải biến khỏi công ty ngay đấy. Cô nghĩ cô có thể chạy được sao? Sao vừa mới đến đã muốn đi rồi? Đúng vậy đó. Nào, ngồi đi, mau ngồi đi. Ông bỏ tôi ra, phạt rượu. Đúng vậy, uống đi nào. Phạt 3 ly trước. Uống thêm 2 ly thì sẽ thoải mái ngay thôi. Thêm 1 ly nữa đi. Cố Gia Ưng Thành, bây giờ lão gia bệnh nặng. Cố Trọng Nghĩa, chú hai của Cố Minh. Cố Minh lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Đối với Cố gia chúng ta mà nói, Cố Chí Cường, con trai Cố Trọng Nghĩa, là một đả kích rất lớn. Nhưng Cố gia tuyệt đối không thể ngã xuống. Nếu như nhị lão gia làm ăn không phát đạt, gây ra tổn thất, thì ai sẽ chịu trách nhiệm đây? Nó đã không còn trên đời nữa rồi. Cậu còn mong chờ gì vào nó? Ai nói tôi đã mất? Thiếu gia trở về rồi. Hóa ra anh không hề qua đời. Chú hai, nhìn thấy tôi sống sót trở về, sao sắc mặt của chú lại khó coi như vậy? Chú hai thấy con sống sót trở về, tất nhiên là trong lòng cảm thấy rất vui rồi. Chú hai, chú tốn bao công sức để chuẩn bị phòng tang lễ như vậy, nhưng không ngờ Cố Minh này lại quay trở về rồi. Uống thêm đi. Uống thêm 2 ly là thoải mái thôi. Hoàng Phi, trợ thủ của Cố Trọng Nghĩa, ai là vợ của Cố Minh? Gần đây Cố Minh qua lại thân thiết với một người phụ nữ. Cậu đi dò la xem, xem có thu được tin tức gì có lợi không. Sau khi xong việc thì được, tôi sẽ đi ngay. Cô ta, chính là cô ta. Cậu là ai hả? Thật ngại quá, chúng ta hôm khác lại chơi tiếp nhé. Cậu ta là thủ hạ của Cố Nhị gia. Đi mau lên. Không được đi. Cô có biết đây là ai không? Có chỗ cho cô lên tiếng sao? Đây là thủ hạ của Cố Nhị gia bên Ương Thành đấy. Cút đi. Cô là vợ của Cố Minh sao? Không ngờ Cố Minh lại nhìn chúng kiểu người thế này. Anh quen biết Cố Minh sao? Anh ấy xảy ra chuyện rồi. Anh ba, Hoàng Phi đi tìm Trương Xuân rồi. Càng có lúc nguy hiểm, mình càng không thể xuất hiện bên cạnh cô ấy. Nếu không chỉ càng bất lợi cho cô ấy. Dùng mảnh đất ở phía tây kia làm mồi nhử Cố Trọng Nghĩa đi. Tung ra tin giả, cứu Trương Xuân về. Anh điên rồi. Mảnh đất đó trị giá 3 tỷ. Anh lấy đất đổi người. Cứu Trương Xuân là quan trọng nhất. Anh ba, anh trước đây không phải như thế. Chẳng lẽ anh nhìn trúng cô ấy thật rồi sao? Cô ấy là người vô tội. Tôi không thể để cô ấy chịu tổn thương. Trương Xuân, em nhất định đừng có chuyện gì đấy. Nói đi.
cô đã biết được những gì? Tôi không biết anh đang nói gì cả. Nhị gia, mảnh đất phía tây có manh mối rồi. Cậu rút lui trước đi. Được. Tôi biết rồi. Lần này coi như cô may mắn. Người vừa rồi trông có vẻ không đơn giản. Chẳng lẽ Cố Minh lại gặp phải chuyện gì rồi sao? Bác ơi, bác gì ơi, bác có sao không? Tỉnh lại đi. Bệnh viện. Cô là người nhà bệnh nhân sao? Là tôi. Phiền anh đi đóng viện phí nhé. Tống Thành, chuyên gia tài chính hàng đầu Ương Thành. Được. Anh mau qua xem đi. Bà ơi, bà cảm thấy thế nào rồi? Bác ấy đã qua khỏi giai đoạn nguy hiểm rồi. Anh yên tâm đi. Cảm ơn cô đã cứu ba tôi. Cô muốn tôi báo đáp thế nào, tôi đều có thể đáp ứng. Không cần đâu. Nếu bác ấy đã không sao rồi, thì tôi đi trước đây. Đây là danh thiếp của tôi, hy vọng sẽ giúp ích cho cô. Tống Thành, anh chính là chuyên gia tài chính hàng đầu Ương Thành sao? Đúng vậy. Cố Minh, hôm nay có người nhắc đến anh với em. Em còn tưởng anh xảy ra chuyện gì rồi. Yên tâm đi, anh làm bảo vệ mà. Có thể xảy ra chuyện gì chứ? Danh sách khách mời chắc chỉ là trùng tên thôi. Thì ra là như vậy. Em thì sao, công việc thế nào rồi? Bỏ đi, khó khăn lắm Cố Minh mới tìm được một công việc. Không thể khiến anh ấy lo lắng. Em vẫn ổn, mọi thứ đều ổn. Anh làm việc có mệt lắm không? Không mệt. Anh nghỉ ngơi sớm đi, đừng làm việc quá sức đấy. Xin lỗi, Cố Minh, em không phải cố ý gạt anh đâu. Ngày mai mình phải đi thử xem sao. Buổi tiệc của Cố thị. Đại thiếu gia, mời cậu một ly. Được, cạn ly. Thì ra đây chính là Cố gia quyền thế nhất Ương Thành. Quả nhiên danh bất hư truyền. Ôi trời, em gái, bản lĩnh của cô cũng lớn thật đấy. Có thể xuất hiện ở nơi như thế này cơ đấy. Xem ra vì người chồng không xứng xách giày cho người khác của cô, cô cũng hy sinh nhiều quá nhỉ. Cô im miệng đi. Hiện tại chồng tôi có một công việc rất tốt. Tôi thấy công việc xách giày cho người khác rất hợp với cô đấy. Sao Trương Xuân lại xuất hiện ở đây chứ? Không được, không thể để cô ấy nhìn thấy mình. Đuổi cái người gây sự đó ra ngoài. Mời Trương Xuân lên phòng khách VIP trên lầu, tiếp đãi cho tốt. Xin hỏi cô là cô Trương ở Giang Châu sao? Là tôi. Anh muốn đưa tôi đến phòng cho khách VIP sao? Cô Trương mà tôi nói là cô Trương Xuân, không phải là cô. Cái gì? Con nhỏ con riêng này cũng xứng đến phòng khách VIP sao? Ở đây là nơi sang trọng, là buổi tiệc của Cố thị. Nếu cô còn tiếp tục gây rối, tôi sẽ cho người mời cô ra ngoài. Cô Trương Xuân, mời cô. Không ngờ Tống Thành lại có quyền thế như vậy. Một tấm danh thiếp mà có tác dụng lớn thế này. Mình tưởng dưới lầu đã rất sang trọng rồi, không ngờ ở đây còn hào nhoáng hơn nhiều. Nếu không có tấm danh thiếp này, e rằng cả đời này của mình cũng không thể bước nửa bước vào đây. Người đó là Cố Minh sao? Sao anh ấy lại ở đây chứ? Cố Minh, là anh sao? Xin lỗi em, Tiểu Xuân. Bây giờ, anh vẫn chưa thể tiết lộ danh tính. Người này sao lại trông giống Cố Minh như vậy chứ? Alo, anh đang ở đâu vậy? Anh đang ở nhà thôi. Ở nhà sao? Vậy em về với anh ngay. Trên đời này sao lại có chuyện trùng hợp đến vậy chứ? Cố Minh, anh thật sự là Cố Minh sao? Em sao vậy? Sao sắc mặt lại xấu thế? Xem ra, tất cả chỉ là trùng hợp mà thôi. Mình thật ngốc. Sao mình lại nghi ngờ Cố Minh chứ? Anh đã ăn cơm chưa?
Em đi nấu cơm cho anh nhé. Được. May thật, cô ấy vẫn chưa phát hiện ra. Chẳng lẽ mình bị lộ rồi? Sao thế? Đồ ăn mốc rồi. Sao sắc mặt anh xấu thế? Không sao. Vậy em xuống lầu vứt rác, sẵn tiện mua đồ ăn nhé. Được. Mấy cái đó hết hạn cả rồi. Tôi có đồ mới này. Tên lưu manh trùng tên với Cố thiếu gia. Mặt của anh. Trời ơi, mặt của người ăn xin này sao lại giống Cố Minh đến vậy? Tiểu Xuân, em đây rồi. Em làm sao vậy? Anh là Cố Minh thật sao? Anh chính là Cố Minh. Tại sao em lại đột nhiên hỏi như vậy? Nhưng mà tên ăn xin vừa rồi trông giống hệt như anh vậy. Hình xăm trên cổ cậu đâu? Cậu vốn dĩ không phải là Cố Minh. Cậu là tên giả mạo. Hay là anh giả mạo Cố Minh? Nếu bây giờ mình bị bại lộ, với sự nguy hiểm của thương trường, chắc chắn sẽ liên lụy đến cô ấy. Với lại, cô ấy có chấp nhận thân phận của mình không? Giống nhau thì có thể nói lên điều gì chứ? Chẳng lẽ vì trước đây anh từng phạm sai lầm mà không tin anh sao? Em không có ý đó. Thôi bỏ đi. Chúng ta về nhà thôi. Có lẽ mình nên tìm cơ hội để xác thực điều này. Bây giờ Trương Xuân bắt đầu nghi ngờ tôi rồi. Cậu phái người canh chừng kỹ chút đi. Đừng để xảy ra sai sót. Tôi biết rồi. Lỡ như là mình nghĩ sai rồi thì sao? Cô Trương, gặp phải chuyện gì rồi sao? Thật ra cũng không có gì. Tôi chỉ là muốn đến kiểm tra hồ sơ của Cố Minh. Quả nhiên là vợ chồng mới cưới, thật khiến người ta ghen tị, quan tâm đến nhau thật đó. Theo tôi vào đi. Được. Lục Nhất Sơn này không phải bạn trai Thúy vì sao? Không ngờ anh ấy và Cố Minh lại là bạn tù. Vừa hay, chi bằng gọi điện hỏi Thúy Vi xem thế nào. Cảm ơn. Cô ấy vừa kiểm tra hồ sơ của Cố Minh, bây giờ đã đi rồi. Alo, Thúy Vi. Tớ muốn nhờ cậu giúp tớ một việc. Xác minh danh tính của Cố Minh. Thúy Vi. Tiểu Xuân. Cố Minh, giới thiệu với anh một chút, đây là bạn thân nhất của em. Thúy Vi, đây là bạn trai của cô ấy. Lục Nhất Sơn, trùm xã hội đen. Cố Minh, bụng em hơi đau. Thúy Vi, cậu đi cùng tớ một chút nhé. Thằng nhóc này được đấy chứ, giờ đã có thể tránh được tôi rồi. Lục Nhất Sơn, cố ý gây thương tích, ở tù 3 năm, nếu tôi nhớ không lầm. Ở nhà cậu còn có em gái phải không? Ý cậu là sao? Cậu dám đe dọa tôi? Hình xăm của cậu đâu? Cậu không phải Cố Minh. Nếu như không muốn em gái mình gặp rắc rối thì ngoan ngoãn hợp tác với tôi. Cố Minh, thử động vào em tôi xem. Cố Minh, có đau không? Trương Xuân, mặt anh đau quá. Nhất Sơn, sao anh lại đánh người rồi? Không phải đã nói rõ chỉ là thử thôi mà. Tôi, sao anh lại ra tay nặng như vậy? Cậu ấy chính là Cố Minh. Cố Minh, xin lỗi, em không nên tùy tiện nghi ngờ anh, còn khiến anh bị thương nặng như vậy. Tất cả là lỗi của em. Mình rõ ràng là đang lừa dối cô ấy. Nhưng mà nhìn cô ấy như vậy, trong lòng mình lại rất khó chịu. Thôi kệ đi. Nếu chuyện này bị lộ ra, mình sẽ bảo vệ cô ấy bằng mọi giá. Trương Xuân, thực ra anh không phải. Alo, cô Trương. Trương Minh Quân gặp chuyện ở trường. Phòng hiệu trưởng. Thằng nhóc hư đốn này dám đánh con tôi. Rõ ràng là cậu ấy bắt nạt tôi trước. Con trai tôi đánh cậu có gì sai chứ? Những đứa lai lịch không rõ như cậu không nên xuất hiện trên thế giới này. Hiệu trưởng Lâm của trường trung học Giang Châu, loại người không phân biệt đúng sai, giống như anh, mới không nên ở đây. Chị, xin lỗi, em lại gây thêm rắc rối cho mọi người nữa rồi. Là một đứa trẻ, em đã làm tốt lắm rồi. Phần còn lại, hãy để người lớn xử lý.
em không có sai. Người sai là bọn họ. Quả đúng là cha không ngay, thì con cũng không thẳng. Cô có tin tôi bảo hiệu trưởng Lâm lập tức đuổi em các người không? Rõ ràng là anh bắt nạt người khác. Vớ vẩn. Anh nghĩ trường học là nơi nào? Chuyện này quả thực là lỗi của chúng tôi. Chúng tôi nhất định sẽ cho anh một lời giải thích. Hiệu trưởng, xin lỗi ngay. Rõ ràng là lỗi của các người, còn muốn đổ lỗi ngược lại sao? Muốn thôi học thì cũng nên là các người thôi học. Được, được rồi, chúng tôi không học cái trường què này nữa. Anh Cố, anh xem xử lý như vậy có được không? Vậy thì chúng ta để Minh Quân đi lên lớp học trước đi. Được. Vậy em hãy học cho thật tốt nhé. Bọn chị đi trước đây. Tại sao hiệu trưởng lại giúp chúng ta? Bởi vì anh đã gọi điện thoại báo cáo trung tâm thành phố. Còn có chiêu này sao? Alo, bây giờ cô lập tức đến gặp Bạch Tổng cho tôi. Được, tôi biết rồi. Lần này thật vinh dự khi được hợp tác với anh. Bạch Tổng, Lý Tổng, sao cô ấy lại đến đây, anh ba có biết không nhỉ? Xem ra Bạch Tổng có ý với Trương Xuân rồi. Mình phải bí mật giúp anh ấy. Bạch Tổng, cảm ơn anh rất nhiều. Nào Trương Xuân, lần này cô là người có công lớn nhất đấy. Chúng ta kính Bạch Tổng một ly. Cảm ơn Bạch Tổng đã để mặt tôi. Tiểu lượng của cô thấp vậy sao? Được rồi, hôm nay vậy là đủ rồi. Được, được thôi. Nhất định phải đưa Trương Xuân về nhà an toàn cho tôi. Được, được thôi, anh yên tâm nhé. Thôi rồi, thôi xong rồi. Chị dâu sao lại ở đây? Anh ba chắc chắn sẽ xử mình. Alo, anh ba. Chị dâu đang ở chỗ tôi, khách sạn Hoàng Gia. Nhanh lên, nhanh đến đây đi. Mau, mau lên. Nóng quá. Nóng quá đi mất. Anh đến đưa em về nhà. Chồng ơi, em không tỉnh táo. Anh sợ em sẽ hối hận. Nhưng mà em khó chịu lắm. Ôm em đi. Em không hối hận sao? Em không hối hận. Trương Xuân, là em chủ động đấy nhé. Từ nay về sau, chúng ta sẽ là vợ chồng thật. Dù có xảy ra chuyện gì, anh cũng sẽ không buông em ra. Chúng ta, hôm qua, em uống nhiều quá rồi. Tiểu Xuân, giờ em chính là vợ của anh. Giờ còn đau không? Xin lỗi, vì anh đã làm đau em. Nhưng mà, lần sau anh sẽ chú ý hơn. Đừng nói nữa. Nếu bây giờ chúng ta đã là vợ chồng thật rồi, có vài chuyện em phải thú nhận với anh. Thực ra, từ nhỏ em đã lớn lên trong một gia đình không bình thường. Ba em chỉ là món đồ trang trí, còn mẹ em thì bị bệnh tâm thần. Em còn phải chịu đựng thân phận con riêng nhục nhã của Trương gia nữa. Một gia đình hạnh phúc viên mãn đối với em mà nói là điều không thể với tới. Cố Minh, anh là người đầu tiên thật lòng đối xử tốt với em. Em thề, chỉ có chuyện của gia đình em mới nói dối anh. Sau này, em sẽ không nói dối anh nữa. Chúng ta cùng nhau sống thật tốt nhé. Chi bằng nhân lúc này cho em ấy biết thân phận thực sự của mình. Thực ra anh, alo, cô Trương, cô mau đến bệnh viện đi. Mẹ cô sắp nhảy lầu rồi. Cái gì? Tôi không có bị điên. Doãn Ngọc Vân, mẹ của Trương Xuân. Mẹ, cô đừng qua đây. Đừng kích động bác ấy, tránh gây ra việc ngoài ý muốn. Mẹ, là con đây. Con là Tiểu Xuân, y tá. Mẹ tôi làm sao vậy? Thưa cô, vừa nãy có hai mẹ con Trương gia đến thăm bệnh, đã nói gì đó khiến bệnh nhân trở nên kích động. Cô thật sự đã sinh ra được một đứa con gái tốt đấy. Cô đã trở thành như thế này rồi.
cô ta còn muốn quyến rũ đàn ông khác nữa. Nếu không, cô có thể sống trong một viện dưỡng lão tốt như vậy sao? Tất cả là do di truyền. Chỉ cần có lợi ích, thì giường của tên đàn ông nào cũng bỏ lên được. Cô nói cái gì? Tiểu Xuân. Tiểu Xuân của tôi. Mẹ, không được hại Tiểu Xuân của tôi. Làm sao bà ta biết được nửa sau của công thức nằm ở đâu? Bà ta như vậy thì hỏi được cái gì? Xem ra, hôm nay lại đến đây vô ích rồi. Thật xui xẻo. Chúng ta đi. Lại là bà ta. Dương Quyên 5 lần 7 lượt đến tìm mẹ em. Rốt cuộc là bà ta muốn gì? Mẹ. Là con. Con là Tiểu Xuân đây. Tiểu Xuân sao? Con gái. Con gái ngoan của mẹ. Mẹ. Cuối cùng mẹ cũng nhận ra con rồi. Con cứ tưởng cả đời này mẹ sẽ không nhớ ra con nữa. Tiểu Xuân, những ngày này đã làm khổ con rồi. Thời gian của mẹ không còn nhiều. Nhân lúc mẹ tỉnh táo, mẹ sẽ nói cho con một bí mật. Bí mật gì? Công ty Trương gia là do mẹ và Trương Phong cùng nhau thành lập. Ông ta dựa vào công thức của mẹ mà phát triển nên Trương gia. Chỉ tiếc là không đợi được đến khi mẹ nói hết công thức cho ông ta đã lộ bộ mặt thật của mình. Tất cả là lỗi của mẹ, không bảo vệ tốt cho các con. Miễn là gia đình chúng ta ở bên nhau, một chút đắng cay này cũng chẳng là gì. Báo ứng của Trương gia sắp đến rồi. Thuốc mà chỉ có nửa thành phần trong công thức sẽ gây ra tác dụng phụ. Bọn họ đáng bị như vậy. Con đừng để bị đàn ông lừa dối. Tiểu Xuân, cậu ta lừa con đó. Cậu ta là kẻ nói dối. Đúng là mình đã giấu danh tính và lừa dối em ấy. Không phải đâu, anh ấy sẽ không lừa con đâu. Kẻ nói dối, con tin anh ấy. Em ấy tin tưởng mình đến vậy, vậy mà mình vẫn lừa gạt em ấy. Đàn ông không phải là thứ tốt đẹp gì cả. Con không được tin tưởng đàn ông. Đều tại Trương Phong lừa lấy công thức của mẹ. Mẹ, nhưng mà đều do Trương Phong. Sao mẹ lại có công thức của thuốc vậy? Trong trí nhớ của con, mẹ chưa bao giờ nói về quá khứ của mình. Tiểu Xuân, mẹ ơi, giữ chặt cô ấy, tôi có thuốc an thần. Tiểu Xuân. Cố Minh, anh hứa với em đi, anh sẽ không nói dối em. Ba. Ba định cả đời làm người đứng thứ hai sao? Nếu như Cố Minh mà tìm thấy bằng chứng hại ba mẹ cậu ta, ba nghĩ là cậu ta sẽ tha thứ cho ba sao? Không thể tìm thấy bằng chứng đâu. Ông nội của con dồn hết tâm trí muốn thằng đó làm người thừa kế. Ba không thể chọc giận ông được nữa. Vậy nếu như ông nội cũng không còn nữa thì sao? Vào đi. Cố Minh, cậu ta không phải là em trai thân yêu của con. Cậu ta cũng tên là Cố Minh. Khi con đang ở Giang Châu, đã vô tình phát hiện ra cậu ta. Huấn luyện thêm một thời gian nữa là có thể hoàn toàn thay thế Cố Minh rồi. Đúng là ông trời cũng muốn giúp ba. Cố Minh, thằng đó phải rớt đài thôi. Ba, có thằng nhóc này rồi. Đến lúc đó, chúng ta hành động, thần không biết, quỷ không hay. Thủ tiêu xong, rồi để cậu ta lên làm con rối của chúng ta. Đến lúc đó, tất cả tài sản của Cố gia không phải đều chui vào túi của ba sao? Con trai ngoan. Tiểu Xuân, sao trước đây không phát hiện cậu lại cuồng si đến mức này? Ai bảo tớ được gả cho một người chồng ưu tú như vậy chứ? Lại còn đẹp trai nữa. Tôi khuyên cô một câu, đừng có lún quá sâu. Cẩn thận kẻo sau này bị lừa. Không có đâu. Cho dù cả thế giới lừa dối tôi thì chồng tôi cũng sẽ không lừa tôi đâu. Nói chuyện gì vậy? Trông có vẻ vui quá. Em vừa khen anh đẹp trai, có đúng không Lục Nhất Sơn? Đúng, cô nói rất đúng. Cảm ơn chồng nhé. Anh cũng lột cho em một con đi. Được rồi. Chồng ơi, tay nghề của anh bây giờ đã tốt hơn rất nhiều rồi. Ngon lắm. Em ăn trước đi, anh đi nghe điện thoại một tí. Anh ba, người của chúng ta gần như lật hết Ương Thành, nhưng vẫn không tìm thấy Cố Minh. Có thể chú hai đã tìm thấy cậu ta trước rồi. Trong thời gian này, cậu phải đề phòng bọn họ. Đợi Trương Xuân đi làm về, tìm một vài người giỏi bảo vệ cho em ấy. Nhưng mà, anh ba, lúc đầu, anh chỉ là người cưới hộ cho Cố Minh thôi. Người kết hôn với Trương Xuân, về mặt pháp lý mà nói, Trương Xuân là vợ của Cố Minh kia.
mối quan hệ giữa anh và Trương Xuân căn bản là không cần cậu để tâm. Đến lúc đó, tôi nhất định sẽ khiến Trương Xuân lấy thân phận cố phu nhân, gả vào Cố gia. Nhưng lão gia đã tỉnh rồi. Ông ấy sẽ đồng ý chứ? Tôi sẽ thuyết phục ông nội. Được rồi, tôi biết rồi. Cậu sẽ làm hại Trương Xuân. Giữ mồm miệng cho tốt. Lời không nên nói thì đừng nói. Giấy không gói được lửa đâu. Với tính cách của Trương Xuân, cô ấy sẽ không tha thứ việc bị lừa dối đâu. Hai người đang cãi nhau sao? Không có. Chồng ơi, sắc mặt anh không được tốt lắm. Tiểu Xuân, bắt đầu từ ngày mai, anh phải bận rộn thêm vài ngày nữa rồi. Công việc bắt đầu căng thẳng rồi sao? Vợ của anh, em đợi anh thêm một thời gian nữa nhé. Anh nhất định sẽ khiến em có một cuộc sống tốt hơn. Ông nội, thằng nhóc thối Cố Văn Đức, gia chủ của Cố gia. Cháu còn biết đường, trở về sao? Ông tưởng cháu đã bị con nhỏ ở Giang Châu mê muội đầu óc rồi chứ? Cháu và em ấy đã liên duyên vợ chồng. Cháu phải chịu trách nhiệm với em ấy. Cháu đã quên mối hôn nhân của cháu với Đỗ gia rồi sao? Cháu là người thừa kế mà một tay ông chăm bẵm. Tới lúc trưởng thành, cháu vì người phụ nữ đó mà từ bỏ cả gia đình sao? Vì em ấy, cháu có thể từ bỏ. Cháu muốn nhìn ông ngã xuống trước mặt cháu sao? Cháu không muốn trả thù cho ba mẹ sao? Ông nội, thiếu gia, thân thể lão gia hiện tại không thể chịu nổi kích động. Ông ơi, cháu không có quên. Cháu đã tìm ra manh mối phạm tội của Cố Trọng Nghĩa, hứa với ông nội hoàn thành chuyện liên hôn này. Đây là những lời trăn trối cuối cùng của ba mẹ cháu đấy. Cháu đừng làm trái ý nguyện của bọn chúng. Được, cháu đồng ý với ông. Chồng ơi, anh đã về rồi sao? Có chuyện gì vậy anh? Vợ ơi, sao vậy chồng? Có phải anh đang gặp vấn đề gì không? Trương Xuân, nếu một ngày em phát hiện anh lừa dối em và đã làm điều gì đó không thể tha thứ, thì em sẽ tha thứ cho anh chứ? Anh đã làm gì sai với em phải không? Không có. Nếu anh dám lừa em sẽ không quan tâm tới anh nữa. Anh hứa với em đi, sau này không được lừa dối em. Anh hứa với em. Xe tới rồi. Tới rồi, tới rồi kìa. Đỗ Hồng Mẫn, đại tiểu thư Đỗ gia. Cô Đỗ, gần đây có tin đồn cô liên hôn với Cố thiếu gia, có phải thật không? Đúng vậy, tôi đến đây cũng là vì chuyện liên hôn với Cố Minh. Anh làm sao vậy? Tự dưng anh muốn hôn em? Nhìn cô ấy như vậy, mình lại càng thích cô ấy hơn. Tiểu Xuân, anh thích em. Em có thể xem đây là lời tỏ tình muộn không? Trước kia anh quá lạnh nhạt với em. Sau này, anh sẽ bù đắp tất cả cho em. Thôi xong, em quên mất cuộc họp cổ phiếu trực tuyến của công ty rồi. Cổ phiếu của Thiên Nhất hạ nhiệt rồi, nhưng xu hướng niềm yết rất lớn. Có thể mua một ít. Anh Cố cũng hiểu về cổ phiếu nữa sao? Chồng ơi, em quên tắt thu tiếng. Anh ta thì biết cái gì? Một kẻ vừa ra tù mà biết chơi cổ phiếu sao? Ai nói vậy? Chồng tôi thường xuyên theo dõi tin tức về tài chính. Anh ấy còn biết nói mấy thứ tiếng nữa đấy. Biết xương xương thôi. Bây giờ công ty thực nghiệp Nghĩa Ngôn đang có triển vọng nhất. Không mua cổ phiếu ở đây thì cứ chờ mà chịu lỗ đi. Chồng ơi, em không chịu được bọn họ cứ nói anh như vậy. Em không cần quan tâm đâu. Đến lúc đó kẻ chịu thiệt chính là bọn họ. Đầu tư cái này không sai được đâu. Cốc cốc. Tiểu Xuân, tôi đầu tư theo cô. Cô mà mua bừa là phải bồi thường đấy. Tăng rồi, tăng giá rồi. Chồng ơi, anh giỏi quá đi mất. Chồng, anh đúng là ngôi sao may mắn của em. Lần này Trình Thi Thi đến thảm rồi. Chị ta hết cách lên mặt ở công ty nữa rồi. Đáng đời. Trương Xuân,
cô đi bàn chuyện hợp tác với cô Đỗ đi. Đây không phải việc của chị sao? Bảo cô đi thì cứ đi đi, cái này là do Lý Tổng căn dặn đấy. Tiểu Xuân, tôi nghe nói cái cô Đỗ Hồng Mẫn đó cực kỳ khó chịu, cô phải cẩn thận đấy. Thật xin lỗi chị Đỗ, cô là người phụ trách dự án hả? Cô trễ 10 giây nữa là tôi đi rồi đấy. Chúng ta hẹn lúc 10 giờ. Bây giờ vẫn chưa đến giờ hẹn mà, đây là thành ý của các người sao? Tất nhiên là không. Chị Đỗ, đây là bản kế hoạch của chúng tôi. Nếu chị Đỗ không muốn đọc, thì tôi sẽ đọc giúp chị. Tôi đợi cô đến mức cà phê của tôi nguội hết rồi. Thành thật xin lỗi, vậy để tôi đổi cho chị một cốc mới. Nóng như vậy sao mà tôi uống được? Vậy để tôi lấy thêm cho chị cốc nước chanh. Chị Đỗ, chị như vậy là có ý gì? Đây là thái độ mong muốn hợp tác của các người hả? Cô nhìn xem, cô mặc cái rẻ rách gì trên người đi. Chó nhà tôi còn chê nữa. Thôi bỏ đi, thương tình nhìn cô tệ hại như vậy. Đưa bút cho tôi. Đồ quê mùa. Sao chồng lại đến đây? Anh đến đón em. Sao người này giống Cố Minh vậy? Không đúng. Đúng là Cố Minh mà. Sao anh không nghe máy? Điện thoại làm phiền ấy mà. Cố Minh, cuối cùng anh cũng nghe máy. Anh xem khi nào có thời gian, hai nhà chúng ta gặp mặt, để chọn ngày cưới đi. Không cần đâu, tôi thấy không cần thiết. Đi, mình về thôi. Alo, điều tra giúp tôi xem cô gái tên Trương Xuân này có lai lịch thế nào. Tôi sẽ không cho phép bất kỳ ai cướp mất Cố Minh từ tay tôi đâu. Alo, Cố Chí Cường đã hoàn toàn sập bẫy đầu tư ở nước ngoài rồi. Đây chỉ mới là khởi đầu nho nhỏ thôi. Anh ba, lần này Cố Chí Cường về nước e là muốn nhắm đến anh đấy. Anh phải thận trọng đấy nhé. Chồng ơi, đưa hộ em cái khăn. Vâng thưa vợ yêu. Không ngờ một người lạnh lùng như anh ba cũng có mặt dịu dàng như vậy. Cậu chưa có vợ, chưa hiểu được đâu. Đây. Chồng, có anh thật tốt. Hy vọng chúng ta sẽ mãi hạnh phúc như bây giờ. Thật không ngờ Cố Minh lại liều lĩnh che giấu thân phận để kết hôn với cô ta. Thiết nghĩ cô ta cũng chưa biết thân phận thật của Cố Minh. Người đâu? Đem tin tức Cố Minh ẩn mình ở Giang Châu tiết lộ cho Cố Chí Cường. Mang đi. Vâng. Phận làm con riêng mà cũng dám giành Cố Minh với tôi, tôi nhất định sẽ khiến cô ta trả giá đắt. Thảo nào ở nước ngoài mình không cách nào tìm ra cậu ta. Hóa ra cậu ta trốn ở Giang Châu. Đỗ Hồng vẫn làm vậy là muốn mượn tay mình loại bỏ mối lo của cô ta. Tiếc là mình muốn Cố Minh phải biến mất. Alo, tôi tìm thấy Cố Minh rồi. Chữa khử nó cho tôi. Còn hai món nữa sắp xong rồi. Hai người đợi chút nữa nhé. Cuộc sống của hai vợ chồng cậu càng ngày càng hạnh phúc nhỉ. Khiến tớ cũng muốn lấy chồng theo. Anh nói có đúng không, Nhất Sơn? Dạo này anh sao vậy? Sao cứ không tập trung thế? Không có gì, anh vào bếp phụ một tay đây. Trương Xuân, em với Thúy Vi ngồi tâm sự đi. Vậy để tôi thử tay nghề của anh nhé. Nhất trí. Chồng, anh phối hợp với anh ấy nhé. Không nhìn ra nhỉ, Cố thiếu gia cao cao tại thượng lại xắn tay áo xuống bếp nấu ăn. Chán cuộc sống người người nể trọng rồi. Muốn nếm thử mùi cực khổ hả? Tôi cũng không ngờ chùm xã hội đen như cậu cũng yêu một người bình thường. Trước đó cậu lấy người nhà tôi uy hiếp tôi.
tôi đã đưa họ đến nơi khác rồi. Bây giờ có người bảo tôi đến lấy mạng cậu. Cố Chí Cường phái cậu đến đúng không? Cậu ra tay thử xem. Chồng ơi, phần của em đừng bỏ ớt nhé. Được. Nếu không phải để tình hai cô ấy, tôi đã lấy mạng cậu ngay rồi. Trùng hợp thật. Tôi cũng vậy. Nếu Cố Chí Cường đã bắt đầu hành động rồi, cũng đến lúc mình phải về Ương Thành một chuyến rồi. Alo. Cố Minh mà cô, ngày đêm thương nhớ, trở về rồi. Được, tôi sẽ đến ngay. Đây là chìa khóa phòng Cố Minh. Cô tự nắm lấy cơ hội nhé. Cần anh nói sao? Cố Minh, cút ra ngoài. Cố Minh, rõ ràng chúng ta có hôn ước với nhau, sao anh lại từ chối em chứ? Cô phải biết rõ chứ, đó chẳng qua chỉ là giao dịch thôi. Cái loại như Trương Xuân thì được, tại sao em lại không được chứ? Cố Minh, em thích anh suốt 18 năm nay. Bây giờ anh nói với em đó chỉ là giao dịch. Cô đừng nói nữa. Bỏ mấy cái suy nghĩ vớ vẩn đó đi. Cô càng như vậy, chỉ càng khiến tôi khinh thường cô hơn. Trương Xuân, tôi nhất định sẽ khiến cô biến mất khỏi thế giới này. Cố Chí Cường, chúng ta làm một cuộc giao dịch đi. Thú vị đây. Đúng là thú vị. Người đâu? Dùng danh nghĩa của tôi gửi cho Trương gia một tấm thư mời. Nhớ kỹ, phải sắp xếp cho thật tốt. Vâng. Nếu Cố Minh biết được người phụ nữ của cậu ta bị người khác vấy bẩn, sẽ có phản ứng thế nào nhỉ? Tiểu thư, có người gửi đến một tấm thiệp mời. Cố Chí Cường xin mời cô Trương Xuân đến tham dự bữa tiệc của Cố thị. Không ngờ Trương Xuân lại có thể bám vào Cố gia. Nếu cô ta đã có thể thay tôi gả cho Cố Minh, tôi cũng có thể thay cô ta tham dự bữa tiệc này. Em gái đến rồi sao? Mau nhìn xem hôm nay chị ăn mặc thế nào. Tôi chỉ đến lấy đồ thôi. Người làm nói có người gửi thiệp mời cho tôi. Đồ hạ nhân lắm mồm. Cô ăn mặc như thế này còn dám tham dự bữa tiệc của Cố đại thiếu ra sao? Nhìn tôi đây này. Đây là mẫu váy mới nhất của quý này. Nói với cô cũng vô ích. Nói với loại ăn mặc quê mùa, quần áo rách nát, đúng là đàn gảy tai trâu. Tôi chỉ đến lấy thiệp mời, đừng có mơ nữa. Người mà Cố đại thiếu gia muốn mời chính là thiên kim thật sự của Trương gia. Còn loại thấp kém như cô, cứ nằm mơ tiếp đi. Dung Dung, bọn họ đến đón con rồi. Cô cũng xứng với loại người như Cố Minh lắm, lưu manh với tiện nhân. Các người muốn nói gì, tôi mặc kệ. Tôi có chồng. Hơn nữa tôi rất yêu anh ấy. Mục tiêu của tôi không phải là gả vào hào môn. Được lắm, tôi sẽ cho cô thấy gả vào hào môn là như thế nào. Không ngờ rằng Cố đại thiếu gia khiêu vũ tốt như vậy. Với tính chiếm hữu của Cố Minh, nếu biết được vợ cậu ta lên giường với người khác, sẽ có phản ứng thế nào nhỉ? Đúng rồi, tôi có một bình rượu ngon. Cô đợi một lát nhé. Cái này là chuẩn bị riêng cho cô đấy. Cố thiếu gia có lòng rồi. Phòng ngủ của tôi có một bộ sưu tập bảo bối. Tôi đưa cô đi xem nhé. Em ba này,
Lại đến chỗ ông nội rồi sao? Đồ tốt của cố gia này đều vào túi của cậu hết rồi. Anh có chuyện gì? Không có gì đặc biệt cả. Chỉ là không nói thì tôi cúp đây. Được, vậy cậu cứ ở đó lấy lòng ông nội đi. Phải rồi, nói đến lấy lòng, người phụ nữ của cậu cũng biết lấy lòng đàn ông lắm. Anh nói gì cơ? Em ba này, cô trường tốt như vậy, sao cậu không mang về sớm một chút để anh đây được thử chứ? Thật là Cố Chí Cường, anh dám động đến Trương Xuân sao? Alo. Này, Tiểu Xuân, em không được có chuyện gì đấy. Yên tâm đi, cho dù cả đời này anh không đi làm, vợ anh cũng nuôi nổi anh. Chồng ơi, sau này chúng ta thật sự là vợ chồng rồi. Nếu đã gả cho anh, vậy em sẽ quyết ở bên anh cả đời. Cố Minh, tương lai của chúng ta còn rất dài. Chồng ơi, em yêu anh. Tiểu Xuân, là do anh bảo vệ em không tốt. Em ba, quá muộn rồi. Cố Chí Cường, vì Trương Xuân, mình sẵn lòng trở thành tội nhân. Vợ yêu gọi điện thoại rồi. Alo chồng ơi, anh đang làm gì thế? Em nhớ anh quá đi mất. Thì ra là Trương Dung. Anh sẽ về nhà ngay. Cố Minh, đứng lại. Cậu không thấy người phụ nữ này là ai sao? Tôi sẽ không làm phiền anh và người phụ nữ của anh vui chơi thác loạn nữa. Chồng ơi, anh sao vậy? Thật may mắn người đó không phải là em. Nếu không anh nhất định sẽ lấy mạng Cố Chí Cường. Vợ ơi, anh rất nhớ em. Mẹ nó, vậy mà lại nhầm người. Nhưng mà Cố Minh quan tâm người phụ nữ đó nhiều hơn tôi tưởng tượng. Nếu đã như vậy thì đừng trách tôi ra tay độc ác. Đã đến lúc dùng đến vũ khí bí mật rồi. Kỳ lạ, tại sao chị ấy lại hẹn mình đi uống nước chứ? Cô Trương, có tìm hiểu xem chồng cô làm nghề gì không? Anh ấy sao? Anh ấy chỉ là một người bình thường. Vậy sao? Được rồi, đừng nói những cái này nữa. Cô Trương, hôm nay tôi đến đây là để xin lỗi cô về thái độ lần trước của tôi. Hy vọng cô có thể tha thứ cho tôi. Có thể hợp tác với cô Đỗ là vinh dự của công ty chúng tôi. Lát nữa xem cô còn cười được không? Sao lại chóng mặt thế? Chồng ơi, sao anh lại ở đây? Anh đến đón em về nhà. Dám giành đàn ông với tôi. Hôm nay là ngày tàn của cô. Nhà kho. Chồng ơi, đây là đâu? Sao hôm nay anh lạ thế? Cô là vợ tôi sao? Anh không phải là Cố Minh. Tiểu Xuân, tránh ra. Cố Minh, cuối cùng anh cũng đến rồi. Không sao rồi. Không sao đâu, may mà em đợi được anh đến. Anh ba, người này xử lý thế nào? Nếu không phải cậu ta còn có ích, tôi nhất định sẽ lấy mạng cậu ta. Đừng mà, tôi không làm vậy nữa đâu. Chưa bao giờ thấy anh ba mất kiểm soát như vậy. Tôi sẽ đưa Trương Xuân đến bệnh viện trước. Đợi tôi quay lại rồi sẽ xử lý cậu ta. Được. Đừng qua đây. Cứu tôi với.
Tiểu Xuân, đừng qua đây, em đừng sợ, anh không đụng vào em, rốt cuộc anh là ai? Anh giả mạo Cố Minh tiếp cận tôi, rốt cuộc có mục đích gì? Cô ấy bây giờ như thế này, mình giải thích cho cô ấy thế nào đây? Thôi kệ đi, bây giờ khoan hãy kích động cô ấy đã. Cố Minh đó, cậu ta là tam thiếu gia của Cố gia Ưng Thành, cậu ta giả mạo anh để tiếp cận em. Tam thiếu gia của Cố gia? Đúng vậy. Bọn anh chỉ là giống nhau về ngoại hình mà thôi, nhưng trên thế giới làm sao có thể có chuyện trùng hợp như vậy? Vợ ơi, em tin anh đi. Cố Minh, em sợ lắm. Nếu anh không đến kịp thời, em đã sớm. Em thật sự không có ý nghi ngờ anh. Tha thứ cho em được không? Em thực sự đã quá sợ hãi. Em khó khăn lắm mới mong chờ được một gia đình như thế, cuối cùng lại chỉ là một màn ảo ảnh. Anh hứa với em đi, sau này dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng không được bỏ em. Anh hứa với em, giờ em vẫn là bệnh nhân, em hãy nghỉ ngơi thật tốt đi. Nào, ngủ đi, anh sẽ ở đây. Trương Xuân, xin lỗi, anh hứa đây là lần cuối cùng anh nói dối em. Anh sẽ không để em bị thương nữa. Anh nhất định sẽ bắt họ phải trả giá. Anh ba, tôi muốn cái chân của Cố Chí Cường. Ngoài ra, cậu giải quyết cái tên Cố Minh kia, sắp xếp cậu ta đến Cố gia. Tôi muốn xem họ còn dở cho gì. Được. Dám mạo danh vợ Cố Minh lừa tôi. Tôi là vì ngưỡng mộ đại thiếu gia của Cố gia nên mới làm ra chuyện này. Anh muốn tôi làm gì cũng được, chỉ cần buông tha cho tôi, bảo tôi làm gì cũng được. Cố Minh là tam thiếu của Cố gia, cô cũng không biết. Cô lấy gì giúp tôi? Cố Minh là tam thiếu của Cố gia sao? Thì ra là như vậy. Trương Xuân, Cố Minh rất coi trọng Trương Xuân. Nếu Trương Xuân xảy ra chuyện, Cố Minh nhất định sẽ chịu đả kích. Nếu như Trương Xuân là điểm yếu của Cố Minh, vậy thì tôi sẽ ra tay từ cô ta trước. Mấy ngày sau, Tiểu Xuân, đừng chạm vào em. Trách bản thân anh, không bảo vệ được em. Không trách anh. Được rồi, em sẽ không suy nghĩ lung tung nữa. Em đi tắm đây. Anh ra ngoài đi. Trước đây anh dạy các động tác tự vệ cho em còn nhớ không? Nếu ai đó tấn công em từ phía trước thì em sẽ làm thế này. Nếu ai đó tấn công em từ phía sau, em sẽ làm như vậy. Mấy chiêu này học cũng tốt đấy. Chồng sẽ dạy cho em thêm vài chiêu mới. Chồng ơi, em còn là một bệnh nhân đó, là người nhà của bệnh nhân, anh có nghĩa vụ phải chăm sóc cho em. Trương Xuân, báo cáo cho thấy cô có thai rồi. Cô có thai được một tháng rồi, nhưng thai nhi vẫn chưa ổn định. Nhớ kỹ, phải tránh vận động mạnh. Được. Không ngờ cuối cùng chúng ta cũng có con. Anh nhất định sẽ chăm sóc tốt cho em và em bé. Chồng ơi, cuối cùng chúng ta cũng có con rồi. Em tin rằng anh nhất định sẽ là một người ba tốt. Ngoài ra, còn có một số lưu ý cho phụ nữ mang thai. Đây là phiếu xét nghiệm nhóm máu. Người nhà đi theo tôi. Được. Anh đi trước. Được. Nhóm máu giờ hết. Mình nhớ mẹ là nhóm máu A, còn Trương Phong là nhóm máu O. Nói, người đàn ông đó rốt cuộc là ai? Nói không. Đợi mẹ ra ngoài rồi. Mẹ nhất định sẽ đưa các con ra ngoài. Cô tránh ra đi, cái đồ con riêng. Ai cho phép cô lên bàn ăn cơm? Cái thứ vô học.
Thì ra mình thật sự không phải là con gái của Trương Phong. Vậy mà bao nhiêu năm nay mình vẫn luôn bị người ta chỉ trỏ là con riêng. Mẹ, rốt cuộc là tại vì sao mẹ phải che giấu thân phận của con chứ? Nếu mình không phải con gái của Trương Phong, vậy thì ba ruột của mình là ai đây? Alo, cảm phiền cho tôi gặp bệnh nhân Doãn Ngọc Vân phòng 502. Bệnh nhân này đã được chuyển đến khoa tâm thần của bệnh viện ở nước ngoài từ tuần trước rồi. Được chuyển đi rồi sao? Sao không ai báo cho tôi vậy? Đây là cơ hội điều trị ở nước ngoài, là cơ hội mà nhiều người muốn cũng không được. Có tiến triển gì, chúng tôi sẽ báo lại với cô ngay. Báo cho cậu một tin tốt, tôi sắp làm ba rồi. Cái gì? Trương Xuân có thai rồi. Cậu tìm giúp tôi vài bệnh viện tốt đi. Anh ba, chuyện này nếu lão gia mà biết, trước giờ ông nội không ưa gì con ngoài giá thú. Lỡ như ông làm gì đó với Trương Xuân thì tôi đã tìm thấy chứng cứ rồi. Đến lúc đó tôi sẽ dùng thân phận thật của mình cưới Trương Xuân về. Người của anh quá vô dụng rồi. Cơ hội lần trước hiếm có như vậy cũng không trừ khử được Trương Xuân. Cô im ngay đi. Tên Cố Minh khiến tôi gãy một cái chân, tôi sẽ không tha cho nó đâu. Cái gì? Trương Xuân thế mà có thai rồi? Con nhỏ đó có thai thật rồi. Tôi sẽ không bao giờ cho phép bất cứ ai chen vào giữa tôi và Cố Minh. Trương Xuân có thai rồi, tôi với anh kết hợp lại cùng khử cô ta đi. Vợ, em đi chậm thôi. Chồng ơi, bác sĩ chỉ đưa ra một số lời khuyên thôi. Anh mua nhiều đồ như vậy, có xài hết được không? Bây giờ em là đối tượng cần đối xử đặc biệt mà. Đúng rồi, anh để quên đồ rồi. Em lên xe nghỉ trước đi. Được rồi, vậy em vào xe đợi anh. Được, anh sẽ quay lại ngay. Chắc là Tiểu Xuân sẽ thích nhỉ. Cố Minh, nghe nói Trương Xuân có thai rồi. Tôi có chuẩn bị chút quà để trên xe cậu, hy vọng vợ chồng cậu thích. Trương Xuân, em không được có chuyện gì đâu đấy. Tiểu Xuân, anh nhất định sẽ chăm sóc tốt cho em và con của mình. Em tin anh sẽ là một người ba tốt. Cố Minh, tương lai của chúng ta còn rất dài. Bỏ tôi ra đi. Vợ tôi vẫn còn ở trong xe. Xe đã cháy thành thế này rồi, người cũng không còn đâu. Bây giờ anh qua đó sẽ bị thương đấy. Cố Minh, nhìn thấy người mình yêu thương nhất ra đi ngay trước mắt, đau khổ lắm đúng không? Cố Chí Cường, tôi sẽ bắt anh đền mạng. Tiểu Xuân, là lỗi của anh, là anh đã hại em. Chồng ơi, anh không sao chứ? Xin lỗi em, em không sao. Anh thấy mà, em không sao. Cố Minh tưởng rằng mình còn ngồi trong xe sao? Thì ra sự ra đi của mình khiến anh ấy đau khổ như vậy. Chồng ơi, anh nhìn em này, em không sao cả. Em vừa đi đâu vậy? Bạn nhỏ, con bị làm sao vậy? Con không thấy mẹ con đâu cả. Thôi không khóc, đừng khóc nữa. Cô dẫn con đi tìm mẹ, được không? Đi nào. May mà em không sao. Đang yên đang lành, sao tự dưng xe lại phát nổ chứ? Cố Chí Cường, xem ra gãy một chân vẫn chưa đủ để anh biết điều. Vậy thì đừng trách tôi tàn nhẫn. Vợ ơi, em đi nghỉ ngơi trước đi. Anh đi gọi điện thoại một lát. Đưa túi cho em. Được. Cho thêm vài người nữa, bí mật bảo vệ an toàn cho Trương Xuân. Ngoài ra, tôi muốn mạng của Cố Chí Cường. Anh ba, anh làm lớn chuyện như vậy,
Chắc chắn lão gia sẽ phát hiện đấy. Tôi nhẫn nhịn anh ta hết lần này đến lần khác. Đổi lại được cái gì? Lần này, tôi sẽ cho họ biết. Không nên động đến Trương Xuân. Anh ba, anh yêu cô ấy rồi. Đúng vậy. Tôi yêu cô ấy. Anh ba, dù có thế nào, tôi cũng đứng về phía anh. Ông xã, em tưởng những thứ ở bệnh viện đã quá lắm rồi. Không ngờ em đánh giá thấp anh rồi. Chồng, chồng ơi, anh khai thật đi, anh giấu tiền ở đâu? Tiền này là từ lần trước anh thi thắng một cuộc thi thôi. Trong thẻ này còn 3 triệu tệ. Sau này tiền anh kiếm được đều là của em. Gả cho anh đúng là phước phần của em. Trương Xuân, em đợi anh thêm chút nữa nhé. Anh nhất định sẽ khiến em danh chính ngôn thuận trở thành cố phu nhân. Cố Minh, cháu về đây ngay cho ông. Nó nghĩ rằng chỉ cần một đứa bé là có thể gả vào Cố ra sao? Nực cười. Nếu ông không ngăn tin tức này lại, có phải cháu sẽ đem hết tài sản của Cố ra dâng hết cho con nhỏ đó không? Cô ấy không phải người ngoài, cô ấy là vợ của cháu. Cố Minh, rốt cuộc cháu nghĩ gì vậy hả? Cháu thật sự định đem nửa tài sản của mình chia cho người phụ nữ đó sao? Không phải một nửa, là toàn bộ. Cháu chính là người thừa kế do một tay ông đào tạo đấy. Cháu định vì người phụ nữ đó mà từ bỏ cả Cố ra hả? Ông nội, thật không ngờ Cố Minh lại vì người phụ nữ đó mà làm đến mức độ này. Vì Trương Xuân, cháu có thể từ bỏ mọi thứ. Cháu muốn cưới cô ấy. Phản rồi. Nếu cậu muốn đưa con bé đó vào Cố ra thì bước qua sát tôi đi. Đừng ép tôi phải ra tay. Không thể để ông làm hại Tiểu Xuân được. Chỉ là một đứa con riêng thấp kém thôi mà. Cháu chỉ vui chơi qua đường thôi. Ông không cần ra tay đâu. Với cái thân phận con riêng đó của cô ta, không xứng bước vào Cố ra đâu. Nếu cháu thực sự thích thì chơi đùa bên ngoài thôi. Nếu như cháu đào hôn, ông sẽ khiến cho cô ta biến mất khỏi thế gian này. Cháu sẽ hoàn thành hôn lễ như đã hẹn. Cháu hy vọng ông nội đừng động thủ với Trương Xuân. Chỉ cần con bé an phận thủ thường, sinh ra đứa bé không gây rối, ông sẽ không động đến nó. Cố Minh, anh ơi, những lời mà tôi với ông nội vừa nói, cô cũng nghe hết rồi phải không? Dù anh có quyết định gì, em đều sẽ ủng hộ anh. Em sẽ chăm sóc cô ấy như một người em gái. Trương Xuân, đừng phụ lòng món quà tôi tặng cô đấy. Trương Xuân, Cố Minh sao vẫn chưa về vậy? Với thân phận con riêng đó của cô ta, không xứng gả vào Cố gia. Nếu cháu thực sự thích thì nuôi ở bên ngoài. Một đứa con riêng thấp kém mà thôi. Cháu chỉ chơi đùa ấy mà. Nếu muốn biết nhiều hơn về bí mật của chồng cô, 3 ngày sau gặp tại Ương Thành. Số máy quý khách vừa gọi là số không tồn tại. Người này thật sự là Cố Minh. Nhưng mà Cố Minh tại sao vô duyên vô cớ nói những lời như vậy? Tiểu Xuân, anh đã mua chiếc bánh yêu thích nhất của em rồi. Cố Minh, hôm nay anh đã làm gì và đi đâu? Anh chỉ là đi ra ngoài mua chút đồ thôi. Tại sao em lại hỏi như vậy? Anh đang nói dối em. Vết son trên áo anh là sao đây? Anh không có nói dối em. Chính là có người trượt chân ngã, anh chỉ đỡ người ta thôi. Anh thật sự không lừa em phải không? Anh có chuyện gì? Giấu em không? Hoặc nói dối em không? Anh, hay là nhân cơ hội này thú nhận với cô ấy? Tiểu Xuân, thực ra anh, chồng ơi, bụng em đau quá. Đừng sợ, anh sẽ đưa em đến bệnh viện. Một đứa con riêng thấp kém mà thôi. Cháu chỉ là chơi đùa ấy mà. Cố Minh, anh hứa với em đi. Anh không được nói dối em. Em không muốn con phải giống em, mang tiếng con hoang ngoài giá thú. Được, anh hứa với em. Anh đồng ý với em hết. Em đừng lo lắng. Bây giờ anh đưa em đến bệnh viện.
Hiện tại bệnh nhân có dấu hiệu dọa sảy thai, cần được nghỉ ngơi, tránh ảnh hưởng cảm xúc. Tốt nhất đừng kích động cô ấy. Tôi đã hiểu rồi. Xem ra bây giờ chưa phải lúc nói cho Trương Xuân biết thân phận của mình. Tiểu Xuân, em còn khó chịu gì nữa không? Anh bảo đảm với em, anh thực sự không làm gì sai với em cả. Có lẽ thật sự là mình nghĩ nhiều rồi. Vậy thì em sẽ tin anh một lần nữa. Được. Chân em hơi đau. Lại đây, anh sẽ đấm bóp cho em. Bọn tôi đến đây có phải là không đúng lúc không? Mọi người nói chuyện trước đi. Anh sẽ đi lấy nước cho em. Xem ra cậu thật sự động tâm với Trương Xuân rồi. Nhưng cảm giác bị lừa dối không dễ chịu đâu. Từ một Cố Minh dù côn khét tiếng, biến thành một hào môn giàu có ngoài tầm với. Cậu đã từng nghĩ qua, nếu như Trương Xuân biết thì làm sao? Sẽ có phản ứng như thế nào? Trước đây là thân bất do kỷ, một khi có cơ hội sẽ nói ra hết mọi thứ cho cô ấy. Toàn suýt nói nhưng chưa nói được, không thể nào giấu lâu hơn được nữa đâu. Nhưng mà nể mặt mũi của Lâm Thúy Vi, cậu có vấn đề khó gì, tôi có thể giúp cậu. Cậu giúp tôi sao? Tôi quả thật có một chuyện cần sự giúp đỡ của cậu. Chuyện gì? Tiểu thư, điện thoại của cô. Là ai vậy? Trương tiểu thư, nhanh như vậy đã quên tôi rồi sao? Cô thiếu ra sao? Cô không phải đã đồng ý sẽ giúp tôi một chuyện sao? Bây giờ cô thủ tiêu giúp tôi đưa bé trong bụng Trương Xuân đi. Nếu như làm không được, vậy những bức ảnh không đứng đắn của cô sẽ bị chuyển ra ngoài đấy. Được rồi, tôi hiểu rồi. Cố thiếu gia, tôi sẽ làm ngay. Tôi cầu xin anh, những bức ảnh đó anh nhất định không được để lộ ra ngoài. Cô làm gì ở đây? Tôi nghe nói cô có thai nên đặc biệt đến thăm cô. Hiếm có thật đấy. Ở một chỗ tồi tàn như vậy sao? Cố Minh đâu? Rốt cuộc là cô muốn làm gì? Anh ấy xuống lầu mua thức ăn rồi. Có chuyện gì? Nếu như Cố Minh không ở đây, vậy mình sẽ tận dụng cơ hội này để xuống tay. Đây là món súp gà tôi đặc biệt nấu cho cô, cực kỳ bổ dưỡng. Nhanh uống đi nhé. Trương Dung kỳ lạ như vậy, lại đang âm mưu gì đây chứ? Nhìn tôi làm gì? Nhanh uống đi. Sao cô lại không uống? Cô lại muốn làm gì? Tôi muốn gì sao? Tôi không biết cô đang nói gì. Cố Minh, anh đã về rồi. Sao cô ta lại đến đây? Sao vậy? Cô ta hôm nay uống nhầm thuốc hả? Có thể là bị mê hoặc bởi sự quyến rũ của anh đó. Đừng nói nhảm. Anh đã mua món cá yêu thích của em đây. Anh đi làm cho em nhé. Sao có thể để anh nấu ăn một mình chứ? Để tôi giúp anh cho. Trương tiểu thư, tôi là người công tư phân minh. Phòng bếp là một nơi riêng tư trong nhà. Một người ngoài như cô không tiện vào trong đâu. Sao tôi có thể là người ngoài chứ? Tôi là chị gái của Trương Xuân mà. Kỳ lạ. Trước đây không phải cô ta coi thường Cố Minh sao? Bây giờ sao lại chu đáo với Cố Minh vậy? Nhân lúc tôi còn chưa nổi nóng, biết điều một chút, nhanh cốt xéo. Cố Minh, anh có tin tôi nói cho Trương Xuân biết thân phận thật của anh không? Thân phận thật gì cơ? Trương tiểu thư, vết thương trên người đã khỏi chưa? Đúng rồi, tôi cũng muốn biết. Tôi còn có thân phận thật sự gì nữa? Làm ơn, cầu xin anh. Tôi van xin anh. Không. Tôi nói nhảm đấy. Tôi đi đây. Chờ một chút. Chắc là cô đã biết thân phận thật của tôi rồi. Thủ đoạn của tôi không thua kém gì Cố Chí Cường đâu. Đừng đứng trước mặt Trương Xuân bày trò gì nữa. Nếu không, tôi sẽ khiến cả Trương gia của cô biến mất. Tôi hiểu rồi.